Máy nâng cơ Gavinix được đánh giá là thiết bị spa thu nhỏ tại nhà và bạn có thể là cảm nhận được cái sự hiệu quả rõ rệt nhất chỉ cần ngay sau một lần đầu tiên sử dụng. Máy sẽ dành cho những cái làn da đã có những cái dấu hiệu lão hóa, ví dụ như là nếp nhăn, nếp chân chim, da bị nám, tàn nhang và đặc biệt là những cái làn da bị chảy xệ thì sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Và một bộ máy ở đây sẽ là bao gồm, thứ nhất là máy sẽ là kèm theo với 4 đầu dẫn và một cặp pin. Thứ hai đó chính là hai hộp gel. Trong một hộp gel này thì sẽ là gồm có 8 ống và hai hộp thì sẽ là gồm có 16 ống. Thứ ba đó chính là một chai xịt khoáng 250ml và cuối cùng đó chính là một hộp mặt nạ nâng cơ sẽ là gồm có 5 miếng và chỉ riêng cái mặt nạ này thì nó sẽ là chạy được với máy. Ngoài ra thì Nuskin 88 sẽ được gửi tặng anh chị thêm một cái băng đô và một cặp bông. Anh chị có thể là tin tưởng đặt mua tại Nuskin 88. Hiện tại thì Nuskin 88 đang là tổng đại lý lớn nhất ở khu vực miền Bắc. 100% sản phẩm thì đều có hóa đơn đảo của công ty và anh chị yên tâm là tất cả những cái sản phẩm này thì mình có thể check được qua phần mềm nhé. Các anh chị muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể là liên hệ ngay số hotline đó chính là 0835519999. Xin chào và hẹn gặp lại.